Thành phố Hồ Chí Minh thì còn đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh mà. Ok kìa. Đây. Đang ở thành phố Hồ Chí Minh này. Ok Đạt, có hiểu gì không mà ok Đạt? Cảm ơn. Cái gì đây mà quỳ? À, như Quỳnh, cái tưởng quỳ. Cảm ơn Sơ Mai Linh. Tạnh rồi, thành phố Hồ Chí Minh tạnh rồi. Mọi người không nhìn thấy trời đang âm u đây à? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn chả đẹp. Sài Gòn đẹp mà. Đây chả thành phố Hồ Chí Minh ở đâu hả? Cái mấy bà này. Đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh gì đây? Đây. Nhìn xem là mình quay chỗ nào cho các bà nhìn thấy chữ nhỉ? Nhìn thấy chữ của thành phố Hồ Chí Minh nhỉ? Đây khổ, thành phố Hồ Chí Minh thật. Đúng. Cái gì mấy bà này? Cái gì mấy bà này? Mất mạng rồi. Cái gì mình sang đây ấy, mình sang đây thì chẳng cần phải ai bảo mình, mà nói rồi mình thì chẳng cần phải ai bảo hay chẳng cần phải ai đẩy thuyền hết đâu. Thật sự mình sang đây, mình sang để thăm Ma Tum cũng chẳng cần ai đẩy thuyền hết, mà cũng chẳng sang vì mục đích gì hết. Mình sang đây chỉ là để thăm Ma Tum thôi, và chuyến đi này của mình không có một ai biết, kể cả anh Khôi hay là Vi hay là Adi, không ai biết cả. Mình sang đây chỉ có mỗi mình này, chị Thảo này, Hải Phong Photo này, và chị Phương, bé Nhi, bé Mèo, bé Hân biết thôi, Hà biết thôi, còn không ai biết hết, cũng chẳng ai đẩy thuyền. Nói thẳng với mọi người, nói thật luôn là chẳng có ai đẩy thuyền được mình hết, nên là chẳng phải là sang, phải là sang để ấy đâu, sang để thăm, sang để thăm Ma Tum. Ma Tum gọi cho bé Nhi, bà nhớ mình, Ma Tum vậy thôi. Và chuyến đi này chỉ có mình, chị Phương, chị Thảo, Hải Phong Photo, bé Nhi, bé Mèo và Hà biết thôi, còn chẳng ai biết hết, mình không cho ai biết hết, kể cả anh Khôi cũng không biết, Vi không biết, hay Adi không biết, không bất kỳ một không biết, hay Adi không biết, không bất kỳ không biết, hay Adi không biết, không bất kỳ một ai biết hết. Hết nắng cái mọi người. Hết nắng chưa? Hết nắng chưa? Ok. Cảm ơn Quỳnh. Ok. Cảm ơn Quỳnh. Ok. Cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Panda. Cảm ơn Quỳnh. Ôi mạng lag lắm mọi người ạ. Mạng lag lắm, mình tắt like đây.
Mọi người đi ăn cơm đi. Mọi người đi ăn cơm nhé. Về Việt Nam rồi. Bạn ở Indo không? Mình về Việt Nam rồi. Đang Sài Gòn rồi. Chuẩn bị về Hà Nội. Cô bị dở hơi à? Ô con Hâm. Gì vậy? Mọi người đi ăn cơm nhé mọi người. Là tắt like đây. Bye bye mọi người nhé. Đi ăn cơm đi. Đang ăn cơm nữa. Internet no good. Thì bây giờ biết làm nào? Internet no good thì biết làm nào? Bye bye mọi người đi ăn cơm nhé mọi người. Em đi ngủ đây. Bye bye nhé. Không cái gì mà không. Đang nấu á? Thế thì nấu đi. Không lại cháy mất nồi giờ lại mẹ bảo đi kho cho con cá đi lại cháy mất. Cảm ơn ăn nha. Mẹ bảo đi kho cho con cá đi lại cháy mất thì đúng là thôi tối nay tiếp nha mọi người. Tối nay tiếp. Tối nay tiếp nha. Bây giờ mọi người phải đi nấu cơm mới ăn cơm đã. Nhá. Nhá. No good. Sợ ma. Thì no. Tối nay tiếp hứa. Nhá mọi người, bye bye nhá. Sợ ma. Thì ngủ một phát xong rồi tối lai em còn đi ăn nữa no off. Thôi, tối lai bây giờ em phải đi sạc pin đã nhá, sạc pin đã nhá, bye bye nhá.